tao xin cô gái có sưu tầm được em chào Mào như tên. Để giới thiệu các bác là đây là chú chào Mào màu xanh, chào Mào rừng. Thì nó là dòng chào Mào mũ đầu đen. Đó. Các bạn nhìn cái đầu mũ yếm. Đó. Mắt vành mắt. Còn toàn thân người là màu xanh rêu như kiểu màu chim khuyên. Rất là lạ. Đấy. Đây là con này là nuôi từ nhỏ nên nó rất là thuần. Nó con chim đực. Anh em nào muốn sưu tầm, muốn chơi hàng đồng để chào Mào như con này. Alo. Mình xin để lại số điện thoại là 0163530982. Mình gọi là thao cô gái, chủ yếu là kênh chim cô gái các bạn. Chim cô gái hay 0163530982. Mình có vườn trải trên Ba Vì, ngày nào mình cũng chuyển xuống bến xe mới đi chuyển đi các tỉnh. Số lượng chim cô gái non mình bán ra thị trường rất là nhiều. Chúc các bạn một buổi sáng thật hưng phấn và đạt hiệu quả trong công việc và có được niềm vui từ những chú chim của các bạn. Hãy đăng ký kênh của mình. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.